Hello everyone. Bây giờ mình đang chuẩn bị cho ba bé Kỳ ăn một ít táo đây mọi người. Đây là bữa ăn chiều của các bé. Đây. Lucky ăn á. Đây, có Lucky đây. Lucky là phải bổ đục nha. Sao xin xuống ngồi này. Lucy ăn hết đấy hả? Đây của con đây. Lucy bữa nay ăn hết là không giảm từ đồng ăn đâu mọi người. Phải đợi mình đấy. Ôi dạ. Bụng mày nói xong thì càng già mày mất con lại công hai tay hai miệng mày đúng không? Ừ. Khi nào bộ chó mày được ăn chứ? Trời ơi ăn chơi hết mà. Kỳ ăn gì cái kỳ lúc này có còn được ép tạo cùng với Rocky đối lại mọi người bụng của mọi người nhìn bụng của Rocky đi đang rất là phân to nha. Nhưng mà Rocky ăn rất là nhiều đấy, ăn được hai miếng tạo rồi. Rocky còn đào còn được ép tạo từ lúc này rồi, giờ ăn thêm tạo. Rosie chưa? Ăn hết miếng nào Rosie. Sao? Phải ăn hết miếng nào chứ. Ăn hết đi. Ăn hết đó bột cho. Đây đám mưa rất là to nha mọi người. Mình chỉ mặc áo quần cho Rocky và Ricky thôi, còn Rosy thì áo quần đã chật thiệt rồi. Với lại là Rosy có bộ lông rất là dày nên nó cũng không sợ lạnh đâu mọi người. Mà đây lại đây ngồi Ricky, lại đây ngồi, lại đây bộ này. Ngon không? Ủa không ăn gì vậy?
kỳ thì ăn tạo như vậy đó mọi người, ăn xong là cửa nhà để phân sạc lại. Thôi nha, có một miệng đoạn rồi thôi nha Ricky. Bụng cũng khó quá rồi đấy, không ăn được. Ricky còn ăn thêm miệng này nữa thôi nha. Chào, thương em không? Mình sẽ cho Rosie thêm một miệng này nữa nha, tại vì Rosie chưa ăn chưa uống gì cả mọi người. Nên mình sẽ dành phần nhiều cho Rosie. Ricky với Ricky thì đã uống được cái táo rồi, nên mình cho ăn ít thôi, hai bé đã rất là no rồi. Lên đây, 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 lên đ